Người nhà chôn cất xong, cụ bà bất ngờ trở về nhà. Cụ bà 72 tuổi vội vã trở về nhà sau khi nhìn thấy cáo phó viết tên mình treo ở đầu phố. Vào đến nhà, người phụ nữ khiến cả gia đình sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Theo Indian Express, bà Echandra, 72 tuổi, đang sống cùng con trai là anh Vadivel, 46 tuổi, ở khu vực Ambedkarnagar, thuộc vùng Guduvanchi, thành phố Chengalak, bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Bà có sức khỏe tinh thần không tốt, bị trầm cảm, thường bị nhầm lẫn. Bà Chandra là người thích đi thăm các đền chùa. Ít hôm trước, bà đi thăm đền chùa ở khu vực Singaplakoi, cách nhà khoảng 22 km. Bà nói với gia đình là sẽ trở về nhà sớm, tuy nhiên khi đến nơi thì bà lại muốn đi thăm vài địa điểm khác nên ở lại thêm vài ngày. Gia đình không liên lạc được với bà Chandra, tìm khắp nơi cũng không thấy nên đã báo cảnh sát về việc cụ bà mất tích. Chiều tối ngày 20 tháng 9, cảnh sát nhận được thông tin về vụ tai nạn tàu hỏa và nạn nhân là một người phụ nữ lớn tuổi. Bị tàu cán qua người. Con trai của bà Echandra đã được gọi đến hiện trường để nhận dạng người thân. Thi thể bị phá hủy nghiêm trọng đến mức không thể nhận dạng khuôn mặt, nhưng do thấy bộ váy sari giống của mẹ nên anh Vadivel xác nhận với cảnh sát rằng đó là mẹ mình. Sau đó, thi thể được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ. Gia đình bà Echandra đã chôn cất thi thể xong xuôi vào ngày 21 tháng 9. Tới sáng hôm sau, khi gia đình đang tiến hành buổi lễ cầu nguyện cho bà Echandra, bà bất ngờ đi bộ về nhà với cơ thể lành lặn và khỏe mạnh. Tất cả mọi người đều hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân bà cũng sững sờ không hiểu sao gia đình làm tang lễ cho mình. Chia sẻ về sự việc, một quan chức cấp cao thuộc cảnh sát đường sắt Egor cho hay sự giống nhau đến khó tin giữa bà Echandra với người gặp tai nạn gây ra sự nhầm lẫn. Thi thể mặc bộ váy sari giống hệt người phụ nữ 72 tuổi, thêm vào đó vóc dáng cơ thể hai người cũng gần giống nhau. Không chỉ anh Vadivel, những người thân khác cũng nhận nhầm đó là thi thể của bà Echandra. Sau khi phát hiện gia đình anh Vadivel chôn cất nhầm người, cảnh sát quyết định khai quật thi thể người quá cố để xác định danh tính.